vị và các bạn đang theo dõi chương trình tổng hợp thông tin quốc tế nổi bật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Tổng thống Putin nêu điều kiện đàm phán chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Điện Kremlin cho biết, ngày 15 tháng 11, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã có cuộc điện đàm trực tiếp đầu tiên trong gần 2 năm qua, trao đổi về vấn đề Ukraine. Cuộc điện đàm do phía Đức đề xuất, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc trao đổi quan điểm chi tiết và thẳng thắn về tình hình ở Ukraine. Lần gần đây nhất, hai nhà lãnh đạo nói chuyện trực tiếp là vào tháng 12 năm 2022, báo điện tử VOV thông tin. Cuộc điện đàm ngày 15 tháng 11, Tổng thống Putin nói với Thủ tướng Đức Scholz rằng cuộc khủng hoảng hiện nay là hậu quả trực tiếp của chính sách gây hấn của NATO nhằm tạo ra một bàn đạp chống Nga trên lãnh thổ Ukraine, trong khi phớt lờ lợi ích của Nga trong lĩnh vực an ninh, Điện Kremlin cho biết. Thảo luận về triển vọng giải quyết xung đột bằng chính trị và ngoại giao, Tổng thống Putin cho biết Nga chưa bao giờ từ chối đàm phán hòa bình với Ukraine và vẫn để ngỏ khả năng tái khởi động các cuộc đàm phán, vốn trước đó đã bị phía Nga ngăn cản. Tuy nhiên, ông Putin nhấn mạnh bất kỳ giải pháp tiềm năng nào giữa Nga và Ukraine đều phải tính đến lợi ích của Nga trong lĩnh vực an ninh cũng như thực tế về lãnh thổ và loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của xung đột. Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về quan hệ Nga-Đức. Tổng thống Putin nói rằng quan hệ giữa hai nước đang giảm xuống mức thấp chưa từng thấy do chính sách không thân thiện của Berlin. Trong khi đó, Moscow luôn tuân thủ cả nghĩa vụ theo hiệp ước cũng như hợp đồng trong lĩnh vực năng lượng và vẫn sẵn sàng hợp tác cùng có lợi. Điện Kremlin cho biết các nhà lãnh đạo cũng thỏa thuận về căng thẳng ở Trung Đông và những nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng trong khu vực. Sau cuộc điện đàm, Tổng thống Putin và Thủ tướng Scholz đã đồng ý duy trì lại. Phía Đức cũng xác nhận thông tin về cuộc điện đàm, trong đó Thủ tướng Scholz đã thúc giục Nga chấm dứt xung đột Ukraine. Theo người phát ngôn của chính phủ Đức Stefan Habeck, Thủ tướng Scholz khẳng định phía Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine để đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài. Ông Zelensky, Tổng thống Trump sẽ giúp xung đột kết thúc sớm hơn. Theo thông tin từ báo tin tức, Điện Kremlin cho biết, trong cuộc điện đàm ngày 15 tháng 11, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã chia sẻ với Thủ tướng Đức Olaf Scholz rằng bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào để chấm dứt xung đột với Ukraine đều phải phản ánh thực tế lãnh thổ mới. Trong bản tường thuật về cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ tháng 12 năm 2022, Điện Kremlin nêu rõ các thỏa thuận có thể đạt được phải tính đến lợi ích an ninh của Liên bang Nga, xuất phát từ thực tế lãnh thổ mới và quan trọng nhất là giải quyết nguyên nhân gốc rễ của xung đột. Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây dự báo rằng cuộc chiến của Liên bang Nga chống lại đất nước ông sẽ kết thúc sớm hơn dưới thời chính quyền của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Phát biểu với đài phát thanh Supply của Ukraine, ông Zelensky nêu rõ cuộc chiến sẽ kết thúc nhưng không có ngày chính xác. Dĩ nhiên, với chính sách của đội ngũ này, những người sẽ lãnh đạo Nhà Trắng, cuộc chiến sẽ kết thúc sớm hơn. Ngoài ra, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng nền hòa bình công bằng là điều quan trọng đối với Ukraine. Đánh giá về cuộc điện đàm giữa Tổng thống Liên bang Nga và Thủ tướng Đức hôm 15 tháng 11, trong một phát biểu qua video vào tối cùng ngày, ông Zelensky cho rằng cuộc gọi giống như mở hộp Pandora làm suy yếu nỗ lực cô lập nhà lãnh đạo Liên bang Nga và nó đã cho Nga cơ hội không thay đổi gì trong chính sách của mình, không làm bất kỳ điều gì thực sự. Tổng thống Ukraine cảnh báo sẽ không có bất kỳ thỏa thuận Minsk mới nào, đồng thời chỉ rõ Ukraine cần một nền hòa bình thực sự. Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng chính quyền của ông sẽ nỗ lực mạnh mẽ để chấm dứt cuộc chiến giữa Liên bang Nga và Ukraine. Phát biểu tại một buổi gala của Viện Chính sách nước Mỹ trước tiên America First Policy Institute ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago thuộc bang Florida, Mỹ hôm 14 tháng 11, theo giờ địa phương,
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhấn mạnh, chúng ta sẽ làm việc vì Trung Đông và sẽ làm việc rất quyết liệt trong vấn đề Nga và Ukraine. Tình hình này phải chấm dứt, Nga và Ukraine phải dừng lại. Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15 tháng 11 dẫn phát biểu của ông Trump cho biết thêm, tôi đã thấy một báo cáo hôm nay. Trong 3 ngày qua, hàng nghìn và hàng nghìn người đã bị giết chết. Đó là các binh sĩ. Nhưng dù là binh sĩ hay dân thường tại các thị trấn, chúng ta sẽ giải quyết việc này. Theo báo The Kyiv Independent, ngày 15 tháng 11, chiến thắng của ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 đã làm gia tăng lo ngại cho Ukraine về tương lai của viện trợ quân sự từ phương Tây trong cuộc chiến chống lại các lực lượng Liên bang Nga. Trước đó, Fox News đưa tin vào ngày 13 tháng 11 rằng ông Trump có thể sớm bổ nhiệm một đặc phái viên hòa bình cho Ukraine để dẫn dắt các cuộc đàm phán chấm dứt cuộc chiến với Liên bang Nga. Một nguồn tin cho biết sẽ có một đặc phái viên cấp cao, người có uy tín sẽ được giao nhiệm vụ tìm kiếm một giải pháp hòa bình và việc bổ nhiệm sẽ được diễn ra trong thời gian sắp tới. Ông Trump có thể bất ngờ ủng hộ Ukraine nếu không giải quyết được chiến tranh với Nga. Một số nhà quan sát dự báo, một khi nhậm chức Tổng thống Mỹ và không đạt được giải pháp nhanh chóng cho xung đột Ukraine, ông Donald Trump có thể bất ngờ quay xe với Tổng thống Putin và chuyển sang gia tăng ủng hộ cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Theo nguồn tin VOV cho biết, trong giai đoạn tranh cử, ông Trump, nay là Tổng thống đắc cử Mỹ, thường tuyên bố rằng ông sẽ chấm dứt xung đột Ukraine một cách nhanh chóng nếu ông trúng cử. Tuy nhiên, giải pháp mau chóng cho một cuộc xung đột kéo dài như thế là vô cùng nan giải. Do vậy, trong năm 2025, từng Tổng thống Mỹ Trump có thể đưa ra những quyết định đối lập nhau liên quan đến Ukraine, thậm chí cả kịch bản ít ai ngờ là ông sẽ quay sang viện trợ ồ ạt cho Kiev. Bốn nhân tố tác động lớn đến xung đột Nga-Ukraine năm 2025. Thứ nhất là cuộc tiến công quân sự hiện nay của Nga. Liệu Nga sẽ giành thêm đáng kể lãnh thổ Ukraine trước khi lực lượng vũ trang Nga chấm dứt chiến sự? Không thể xem nhẹ khả năng Nga sẽ tạo đột phá lớn từ bây giờ đến khi ông Trump chính thức nhậm chức Tổng thống Mỹ vào tháng 1, 2025. Hiện tại, Moscow đang có nhiều dấu hiệu tiếp tục thực hiện tấn công trên nhiều trục, từ đó buộc Kiev phải đưa vào sử dụng lực lượng binh sĩ và hỏa lực mà họ dự trữ cho chiến dịch phản công lớn của họ thời gian tới. Nhân tố thứ hai sẽ là kết quả hoạt động quân sự của Ukraine tại tỉnh Kursk bên trong lãnh thổ Nga. Nhân tố thứ ba là tác động đến xung đột Nga-Ukraine vào đầu năm 2025 sẽ là mùa đông. Tình cảnh của Ukraine vào mùa đông rất bi đát khi mà những cuộc tập kích của Nga đã phá hủy khoảng 50% năng lực sản xuất điện của Ukraine. Thực trạng này lại có tác động chính trị lên quan điểm của người dân Ukraine về chính phủ của họ và chiến tranh. Vào mùa đông tới, cả quân đội Nga và Ukraine cũng sẽ thực hiện những cuộc tập kích tầm xa, đưa ra những đánh giá cuối cùng và tích trữ hậu cần cho chiến dịch thực địa vào mùa xuân. Nhân tố thứ tư chính là việc ông Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm 2024. Quan điểm của ông Trump và Phó tướng về khủng hoảng Ukraine. Hai cựu thành viên trong Hội đồng An ninh Quốc gia của Tổng thống Trump nhiệm kỳ 1, Kate Kellogg và Fred Flake đã đề xuất một lệnh ngừng bắn dựa trên hiện trạng chiến tuyến Nga-Ukraine. Tuy nhiên, hiện chưa rõ ông Trump có phê duyệt kế hoạch này hay không. Phó Tổng thống Mỹ đắc cử J.D. Vance rất cởi mở về tầm nhìn của mình đối với Ukraine. Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022, ông Vance tuyên bố, tôi không thực sự quan tâm điều gì xảy ra đến với Ukraine theo cách này hay cách khác. Trong một bài bình luận đăng trên tờ New York Times vào tháng 4 năm 2024, ông Vance viết rằng, Ukraine cần nhiều binh lính hơn so với khả năng tuyển quân của họ, ngay cả khi áp dụng các chính sách bắt nhập ngũ khắc nghiệt, họ cũng cần nhiều vật lực hơn so với khả năng cung cấp của Mỹ.
Thực tế này phải được tính đến trong bất cứ chính sách tương lai nào đối với Ukraine. Trong một cuộc thăm dò dư luận của Trung tâm Nghiên cứu Pew, chưa đến một nửa số cử tri đảng Cộng hòa ủng hộ NATO so với có tới 75% cử tri của đảng Dân chủ ủng hộ khối quân sự này. Gần một nửa số cử tri Cộng hòa tin rằng Mỹ đang dành cho Ukraine quá nhiều viện trợ. Trong bối cảnh tâm trạng như vậy, dễ hiểu khi ông Trump quả quyết rằng ông sẽ để cho Nga làm bất cứ điều gì họ muốn với những nước NATO không đóng góp đủ kinh phí. Mơ hồ khả năng giải quyết xung đột Ukraine trong 24 tiếng. Trước đó, phía Nga đã tuyên bố rằng bất cứ kế hoạch hòa bình nào do chính quyền Tổng thống Mỹ Trump tương lai đề xuất đều sẽ phải phản ánh tình hình trên thực địa ở Ukraine, dù rằng Tổng thống Nga Putin vẫn để ngỏ đàm phán. Hiện nay, khi chiến sự ở Kursk chưa ngã ngũ hoàn toàn, thì có thể phía Mỹ và Ukraine phải bổ sung rằng cần tính đến cả thực tế ở Kursk. Khi ấy, với tính cách có nhiều ngẫu hứng của ông Trump, một số nhà quan sát nhận định rằng trong tình huống Tổng thống đắc cử Trump không tìm kiếm được giải pháp nhanh chóng cho cuộc đối đầu quân sự giữa Nga và Ukraine, ông ấy hoàn toàn có thể bất ngờ quay sang thách thức Tổng thống Nga Putin và gia tăng viện trợ của Mỹ cho Ukraine. Trong khi đó, cựu Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nhận định dưới thời tân chính quyền Trump 2025, xung đột Nga-Ukraine sẽ chỉ leo thang thêm. Lúc đó, Ukraine có thể sẽ nỗ lực tiếp tục chiến đấu mà không có viện trợ đáng kể từ Mỹ. Ông Trump cam kết đưa Nga-Ukraine vào bàn đàm phán ngay ngày đầu nhậm chức. Người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump cho biết, Tổng thống đắc cử có ý định đưa Ukraine và Nga vào bàn đàm phán ngay trong ngày đầu tiên nhậm chức, ghi nhận từ báo Dân Trí cho biết. Tổng thống Trump có ý định vào ngày đầu tiên trong nhiệm kỳ Tổng thống mới của mình sẽ đưa Ukraine và Nga vào bàn đàm phán để chấm dứt cuộc chiến này. Bà Carolyn Leavitt, thư ký báo chí quốc gia của chiến dịch tranh cử của Tổng thống đắc cử Donald Trump cho biết hôm 11 tháng 11. Trước đó, bà Leavitt nói rằng ông Trump sẽ đảo ngược sắc lệnh của chính quyền Tổng thống Joe Biden bằng cách ký hàng chục sắc lệnh hành pháp có liên quan trong tuần đầu tiên sau khi ông chính thức nhậm chức. Ông Trump tái đắc cử sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hôm 5 tháng 11 trước ứng viên Dân chủ Kamala Harris. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump nhiều lần tuyên bố có khả năng chấm dứt xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ, nhưng không nêu giải pháp cụ thể. Đội ngũ của ông Trump được cho là đã định hình chính sách đối ngoại cho chính quyền sắp tới, trong đó có chính sách với Ukraine. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk hôm 10 tháng 11 nói rằng đội ngũ của Tổng thống đắc cử Trump đang nghiên cứu lộ trình đối với việc giải quyết xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ba Lan dự đoán Tổng thống đắc cử Mỹ sẽ công khai một số yếu tố quan trọng trong kế hoạch nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trong tương lai gần, như mốc thời gian cho một lệnh ngừng bắn tiềm năng, ranh giới mà lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực, cũng như các đảm bảo an ninh cho Ukraine. Báo Wall Street Journal tuần trước dẫn nguồn tin ẩn danh cho biết, một trong những kế hoạch đang được xem xét bao gồm việc Kiev hoãn tham vọng gia nhập NATO trong vòng 20 năm và đóng băng cuộc xung đột dọc theo chiến tuyến hiện tại. Ngoài ra, kế hoạch cũng bao gồm việc thành lập một khu phi quân sự dọc theo chiến tuyến hiện tại. Bài báo dẫn lời một cố vấn giấu tên của ông Trump lưu ý, các quốc gia châu Âu sẽ đảm nhận nhiệm vụ duy trì hòa bình ở khu vực đó thay vì quân đội Mỹ hay các tổ chức quốc tế do Mỹ tài trợ như Liên Hợp Quốc. Chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky loại trừ bất kỳ nhượng bộ nào đối với Nga, bao gồm kịch bản nhượng bộ lãnh thổ. Tuy nhiên, ông có thể sẽ đối mặt với sức ép lớn nếu ông Trump quyết định Kiev phải thực hiện thỏa thuận hòa bình với Nga. Sherbar Magid, Phó Giám đốc Trung tâm Á-Âu của Hội đồng Đại Tây Dương, nhận định với Bloomberg, chiến thắng của ông Trump đã thay đổi thái độ của Ukraine đối với các cuộc đàm phán. Bà nói thêm rằng Kiev đang đi theo hướng chấp nhận rằng các cuộc đàm phán là hiện thực. Ông Trump từ lâu đã phản đối việc Mỹ đổ hàng tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine. Ông từng cảnh báo rằng sẽ cắt viện trợ cho Ukraine hoặc viện trợ dưới dạng các khoản vay. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jack Sullivan hôm qua cho biết, chính quyền Tổng thống Joe Biden duy trì sự ủng hộ cho Ukraine trong những tuần cuối cùng của nhiệm kỳ trước khi ông Trump nhậm chức. Washington dự kiến sử dụng toàn bộ nguồn lực đã được Quốc hội phê duyệt để hỗ trợ Ukraine. Trong vòng 70 ngày tới,
Tổng thống Biden cũng sẽ nỗ lực thuyết phục hội đồng và chính quyền kế nhiệm tiếp tục ủng hộ Ukraine, bởi vì bỏ rơi Ukraine có nghĩa là bất ổn hơn ở châu Âu. Ông Trump chọn Bộ trưởng Quốc phòng cứng rắn, quan hệ Mỹ-Trung sẽ căng thẳng hơn. Việc chọn người dẫn chương trình của Fox News làm Bộ trưởng Quốc phòng của ông Trump có thể mang đến nhiều sự khó lường cho mối quan hệ quân sự Mỹ-Trung, ghi nhận từ VTC News thông tin. Theo SCMP, các nhà phân tích cho rằng việc Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump bất ngờ lựa chọn ông Pete Hackett, người dẫn chương trình truyền hình của Fox News và là cựu chiến binh, làm Bộ trưởng Quốc phòng có thể mang đến nhiều sự khó lường hơn cho mối quan hệ quân sự vốn đã mong manh giữa Mỹ và Trung Quốc. Ông Pete Hackett, 44 tuổi, cựu chiến binh từng phục vụ ở Iraq và Afghanistan. Ông được biết đến là người thường xuyên chỉ trích giới truyền thông và Đảng Dân Chủ, đồng thời có lập trường cứng rắn đối với Trung Quốc. Trong một cuộc phỏng vấn quảng bá cho cuốn sách gần đây của mình, ông Hackett cho biết, Trung Quốc đang xây dựng một đội quân riêng biệt để đánh bại Mỹ. Năm ngoái, ông Hackett nói trên chương trình truyền hình của mình rằng, Trung Quốc có kế hoạch thay thế Mỹ về mặt văn hóa, tài chính và công nghệ bằng cách tận dụng mạng lưới đối tác ngày càng mở rộng của họ. Tổng thống Mỹ Joe Biden rõ ràng là không đủ quan tâm để làm gì đó về vấn đề này. Chu Feng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Quốc tế của Đại học Nam Kinh Trung Quốc nhận định, việc đề cử ông Hackett có thể làm dấy lên lo ngại về tác động tiêu cực tiềm ẩn đến quan hệ quân sự Mỹ-Trung. Mặc dù ông Hackett có kinh nghiệm phục vụ quân đội lâu năm, nhưng lại thiếu kinh nghiệm trong việc đảm nhiệm các vị trí trong hệ thống quân sự và quốc phòng Mỹ, ông Chu nói. Ông Chu chỉ ra rằng, những đề cử của ông Trump cho các vị trí cấp cao trong chính quyền mới có một số đặc điểm chung như họ đều chia sẻ các giá trị của Tổng thống đắc cử và giành được sự tin tưởng của ông. Điều này có thể dẫn đến những bất ổn mới cho tương lai quan hệ Mỹ-Trung. Chuyên gia Trung Quốc cho biết, có những lo ngại rằng các cân nhắc chính trị có thể làm suy yếu tính chuyên nghiệp, ảnh hưởng cá nhân của ông Trump có thể lấn át các tiêu chuẩn kỹ thuật và chuyên môn của các quan chức chính phủ Mỹ. Trung Quốc và Mỹ cố gắng giữ cho quan hệ song phương không bị lệch hướng kể từ năm ngoái. Hai bên khôi phục các cuộc trao đổi về quốc phòng trong những tháng gần đây để giảm thiểu rủi ro xung đột liên quan đến đảo Đài Loan và Biển Đông. Tuy nhiên, quan hệ hai nước vẫn còn căng thẳng và việc ông Trump quay trở lại Nhà Trắng có thể không giúp tình hình cải thiện. Xi Jinhong, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh cho biết, quan hệ quân sự Mỹ-Trung có khả năng xấu đi hơn nữa, trong khi quan hệ song phương có thể tồi tệ hơn so với nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump. Tuy nhiên, Mỹ được dự đoán sẽ coi trọng việc ngăn chặn xung đột nghiêm trọng giữa hai lực lượng và đối thoại giữa quân đội là phương thức quan trọng để thực hiện điều đó, ông Xi nói. Lầu Năm Góc nhiều lần mô tả, Trung Quốc là mối đe dọa thường trực của Mỹ, quốc gia duy nhất có thể gây ra mối đe dọa mang tính hệ thống đối với Mỹ. Trong khi đó, Bắc Kinh nhiều lần cáo buộc Washington phá hoại an ninh khu vực. Mỹ đã tăng doanh số bán vũ khí cho Đài Loan và tăng viện trợ quốc phòng cho Philippines, hai trong những vấn đề chính đang gây ảnh hưởng đến quan hệ quân sự giữa Washington và Bắc Kinh. Bắc Kinh coi Đài Loan là một phần của Trung Quốc và phải thống nhất nếu cần thiết có thể dùng vũ lực. Giống như hầu hết các quốc gia, Mỹ không công nhận Đài Loan là một quốc gia độc lập nhưng phản đối mọi nỗ lực kiểm soát hòn đảo này bằng vũ lực. Mặt khác, Mỹ tăng cường hợp tác quốc phòng ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương thông qua các nhóm như AUKUS, quan hệ đối tác an ninh ba bên với Australia và Anh. Washington cũng thành lập một nhóm chiến lược và an ninh bốn bên với Ấn Độ, Nhật Bản và Australia, còn được gọi là Quad. Giáo sư Xi cho rằng, các đồng minh của Mỹ trong khu vực có thể tìm kiếm mối quan hệ quốc phòng chặt chẽ hơn với chính quyền mới của ông Trump bằng cách tăng chi tiêu quốc phòng, mua thêm vũ khí Mỹ và cho phép quân đội Mỹ tiếp cận nhiều hơn các căn cứ quân sự của họ. Những hành động này chủ yếu nhằm mục đích chống lại Trung Quốc và đáp ứng lợi ích tài chính của Mỹ, hai yếu tố thường song hành với nhau. Trong Gia Gian, Phó giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Quốc gia Singapore nhận định, chính quyền mới của ông Trump muốn xem xét liệu các cuộc đối thoại quân sự song phương có mang lại lợi ích cho Mỹ hay không. Bản thân các cuộc đối thoại này phụ thuộc vào những cân nhắc quan trọng hơn về chiến lược. Khi công bố đề cử ông Pete Hackett làm Bộ trưởng Quốc phòng hôm 12 tháng 11, ông Trump cho biết Pete là người cứng rắn, thông minh và thực sự tin tưởng vào chính sách nước Mỹ trên hết. Với Pete lãnh đạo, kẻ thù của nước Mỹ sẽ được cảnh báo, quân đội của chúng ta sẽ vĩ đại trở lại và nước Mỹ sẽ không bao giờ lùi bước. Tổng thống đắc cử Donald Trump đang hành động nhanh chóng để lấp đầy các vị trí hàng đầu của Nhà Trắng trước lễ nhậm chức của ông vào ngày 20 tháng 1 năm 2025. Các lựa chọn của ông bao gồm một số người theo đường lối cứng rắn khác đối với Trung Quốc, bao gồm nghị sĩ Florida Mike Watt được đề cử làm cố vấn an ninh quốc gia và cựu giám đốc tình báo quốc gia Ron Radcliffe làm giám đốc cơ quan tình báo Trung ương Mỹ CIA.
Ông Biden và ông Trump gặp mặt tại Nhà Trắng. Theo báo điện tử Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, dẫn theo thông tin từ đài CBS News, vào ngày 13 tháng 11, Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden đã chính thức tiếp đón Tổng thống đắc cử Donald Trump tại Nhà Trắng trong một cuộc họp kéo dài gần 2 giờ đồng hồ. Cuộc gặp này là một phần trong quá trình chuyển giao quyền lực giữa hai lãnh đạo. Phát biểu về cuộc thảo luận, thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết đây là một cuộc trao đổi có ý nghĩa. Trong đó, ông Biden và ông Trump đã cùng nhau thảo luận về các vấn đề quan trọng như an ninh quốc gia và chính sách trong nước. Trong cuộc họp, Tổng thống đương nhiệm Biden cũng đã chia sẻ với người kế nhiệm những mục tiêu quan trọng trong danh sách công việc mà Quốc hội cần giải quyết trong thời gian tới. Cuộc gặp này diễn ra trong bối cảnh chính trường Mỹ đang đối mặt với nhiều thách thức, khi ông Biden đang chuẩn bị cho giai đoạn chuyển giao quyền lực, trong khi ông Trump tiếp tục củng cố sự ủng hộ của mình trong cuộc bầu cử sắp tới. Dù có nhiều khác biệt về chính sách và quan điểm, cuộc họp lần này đã tạo cơ hội để hai nhà lãnh đạo trao đổi trực tiếp và chuẩn bị cho giai đoạn chuyển giao quyền lực suôn sẻ. Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden và Tổng thống đắc cử Donald Trump tại Nhà Trắng đánh dấu một bước quan trọng trong quá trình chuyển giao quyền lực. Đài CBS News cho biết, cuộc họp kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ đã tạo cơ hội cho hai nhà lãnh đạo trao đổi về các vấn đề cấp bách của quốc gia. Cuộc gặp này diễn ra trong bối cảnh đất nước đang đối mặt với những thách thức lớn về kinh tế, xã hội và an ninh, và được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho một quá trình chuyển giao quyền lực êm đẹp, đồng thời mở ra cơ hội để hai nhà lãnh đạo tiếp tục làm việc cùng nhau vì lợi ích chung của người dân Mỹ. Sau khi Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden và Tổng thống đắc cử Donald Trump bắt tay chào xã giao, ông Biden đã gửi lời chúc mừng đến người kế nhiệm và khẳng định cam kết đảm bảo một cuộc chuyển giao quyền lực suôn sẻ. Ông Biden bày tỏ sự sẵn sàng của chính quyền hiện tại trong việc hỗ trợ ông Trump và đội ngũ của ông trong quá trình tiếp nhận quyền lực. Đồng thời nhấn mạnh việc chuyển giao này sẽ diễn ra một cách trật tự và hiệu quả. Chúng tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu để đảm bảo sự chuyển giao này diễn ra suôn sẻ và không gặp bất kỳ trở ngại nào, ông Biden nói. Đáp lại, ông Trump cảm ơn sự chúc mừng và lời chào đón nồng nhiệt của ông Biden. Cựu Tổng thống Trump cũng chia sẻ rằng, chính trị thì khắc nghiệt và trong nhiều trường hợp, thế giới này không mấy tốt đẹp, nhưng hiện tại thì vẫn tốt đẹp. Ông bày tỏ sự trân trọng đối với quá trình chuyển giao quyền lực và khẳng định rằng ông rất coi trọng sự suôn sẻ của quá trình này, điều mà ông cho là rất quan trọng cho nền dân chủ và sự ổn định của đất nước. Cũng có mặt trong cuộc gặp này là Chánh văn phòng Nhà Trắng, Jeff Sessions và bà Susie Wiles, người mà ông Trump đã chọn làm Chánh văn phòng Nhà Trắng cho chính quyền sắp tới. Sự có mặt của họ cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của cả hai bên trong việc chuyển giao quyền lực một cách minh bạch và bài bản. Lần gặp mặt trực tiếp gần đây nhất giữa ông Trump và ông Biden là tại cuộc tranh luận tổng thống vào tháng 6, khi hai bên đã không ngừng chỉ trích lẫn nhau với những lời lẽ gay gắt. Trong cuộc tranh luận đó, ông Biden đã gọi ông Trump là tội phạm bị kết án, trong khi ông Trump phản ứng bằng cách chỉ trích chính quyền Biden, cho rằng dưới thời ông, Mỹ đã trở thành một quốc gia thế giới thứ ba. Tuy nhiên, cuộc gặp tại Nhà Trắng lần này mang lại một không khí khác, khi cả hai nhà lãnh đạo đã thể hiện sự hợp tác và tôn trọng trong công việc chuyển giao quyền lực, dù trước đó có nhiều bất đồng trong chính trị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và đừng quên đồng hành cùng chúng tôi trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Chúng tôi liên tục cập nhật thông tin mới ở các khung giờ để phục vụ quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp quý vị trong những chương trình tiếp theo.